Ô. Để tôi xem. Ơ, nhưng mà xem gì? Ngon thế. Đỉnh cao các vì sao chứ. Không lên lét được luôn. Ui, bị mờ lem luôn. Covid thế này ai cũng chết đó, duy nhiên một sản phẩm không bao giờ chết, đó chính là bạch tuộc, bởi vì con này sống ở trên cạn. Các bạn thể truy cập ngay vào link bên dưới, giảm ngay 30% tất cả sản phẩm từ quạt tản nhiệt tai nghe đến bạch tuộc vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ review các bạn về chiếc iPod Classic, một loại dòng iPod rất nổi tiếng của Apple mà ngày xưa mình rất thích nhưng không bao giờ có tiền mua. Ngoài ra mình còn có một chiếc iPod, nên các bạn nhìn thấy sự khác biệt của nó là gì không? Phía sau nó có một cái camera. Nào, anh em hãy ở đây. Hôm nay tôi sẽ review cho mọi người thấy người giàu ấy họ tiêu tiền như thế nào. Nhưng kia điện thoại của tôi. Rồi, đây là chiếc iPod Classic. Thì như mọi người sẽ thấy là nó có một cái thiết kế còn gần như không thay đổi qua các thế hệ, đến tận là iPod Classic 7. Và các bạn thấy là đều là có mặt trước rất đặc trưng với một cái vòng xoay. Đó. Vòng xoay này sẽ cho phép chúng ta có thể dễ dàng điều khiển qua lại qua các cái menu. Tức nghĩa là nếu như menu các bạn có thể bấm lên, bấm xuống ở trên các thiết bị đúng không? Nhưng đối với... Ôi giời ơi! Nhưng mà đối với những chiếc iPod như thế này á thì nó chỉ có thể điều khiển bằng cách xoay như vậy thôi. Rất tuyệt vời và nó là một trong những cái cảm hứng tạo ra cho rất nhiều các thiết bị điều khiển khác sau này. Rồi, thế nhưng các bạn đã nhìn mặt sau, ngoài cái vẻ đẹp tuyệt trần ra thì iPod Classic thì có cái hiện tượng là xước răm be bét. Và gần như là 99 người dùng sẽ bị xước cái này, bởi vì đơn giản là nó làm từ cái kim loại bóng. Mình kia được iPod màu trắng đây. 3 2 đập iPhone 12 Pro đi, đập nát đi. Thì con màu trắng là cái con mà tôi đã tặng Khôi nhân dịp sinh nhật, thì các bạn thấy là nó xước ít hơn. Tôi nhận cái phần xước nhiều hơn về phía tôi. Không có chuyện phải giải thích, không phải nghe ai nghe cái thằng gì vừa mõm mày. Rồi, bạn nhìn cái mặt trước của thiết bị thì cái chiếc iPod Classic màu trắng. À, nói luôn con này không có phím nguồn. Để lâu nó sẽ tự động đưa về chế độ sleep như kiểu tắt nguồn như này, và bấm thì nó sẽ lên logo quả táo nha các bạn. Ở đây thì hoàn toàn không phím nguồn, chỉ có một cái phím hold để khóa lại tránh việc các bạn sẽ chạm vào thôi. Và các bạn sẽ thấy là nó có jack cắm tai nghe 3.5. Nó thậm chí còn không có loa ngoài, nó hoàn toàn phải phát âm thanh qua jack 3.5. Và với cái màn hình của cái máy màu trắng, các bạn thấy là cái lỗ viền đen bên trong rất nhiều. Máy màu đen thì sẽ che được cái điều này. Máy màu trắng sau thời gian nó sẽ bị ố vàng như anh em sẽ nhìn thấy đây. Đó. Và cái công nhận là một trong những cái biểu tượng về thiết kế đẹp, hoàn toàn đơn giản. Nó đơn giản đến cái mức mà nhiều lúc chúng ta cảm thấy khó chịu với Apple. Bởi vì sao? Tại sao không cho tôi bật tắt phím nguồn đi, đúng không? Và các phần cài đặt các bạn nhìn thấy này, nó nghèo nàn. Nó chả có một cái vẹo gì, nó có mỗi cái phần setting để các bạn chỉnh được như các chế độ âm thanh để phù hợp. Nói chung là hết, chả có gì. Rồi, thì tôi sẽ đến với lại chiếc iPod mà tôi rất yêu thích ở đây. Đó. Con này là dòng gì nhỉ, quên rồi. Nano. Xoài đi hà, Nano nà hà, phạc tôi đây nà hà được khuẩn. Chắc chưa? Chắc. Và tôi sẽ đến với chiếc iPod Nano mà tôi rất yêu thích ở đây. Nhưng các bạn thấy nó là phiên bản Product Red. Phiên bản này là được sản xuất nhằm ra là khi mà chúng ta mua hàng thì Apple sẽ đóng góp số tiền này vào một cái quỹ dành cho chữa bệnh người HIV. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có một cái camera, và tôi cho anh em xem nhé, camera chụp ảnh này. Đây là chiếc iPod có thể chụp ảnh bằng camera sau, ảo tung chảo luôn. Chỉ bằng một cái camera bé tí như thế này mà nó có thể chụp ảnh. Và đây, tôi cho các bạn xem. Đây, nó có thể quay video, nhìn đi. Đỉnh cao vãi. Đỉnh cao có thể không sao? Thể thực sự là tại sao một sản phẩm bé tí như thế này mà có chức năng quay video các bạn ơi. Xong rồi ở đây nhá, nó có một cái rất hay so với con iPod Classic là gì? Nó có game, thưa các bạn. Đây, là chiếc iPod thì nó sẽ thiên về màn hình chiều dài. Và khi các bạn mở ra, nhìn nhá, anh em nhìn này, cái vòng cảm ứng của tôi này. Và con này có loa ngoài nhá. Nó không như con iPod Classic kia. Thì con này có loa ngoài, các bạn có thể chơi game, các bạn có thể nghe nhạc các thứ là hoàn toàn bình thường luôn. Đó, rất đã, đây chính là một cái thế mạnh của chiếc iPod Nano này. Và hiện tại phiên bản của mình ấy, các bạn sẽ nhìn thấy là nó chỉ có 16GB thôi. Dung lượng của nó thì không quá cao. Con này thì cũng có jack cắm tai nghe 3.5, cũng chỉ có cái phím hold. Nói chung là đây là những chiếc iPod có thể nói là các dòng sản phẩm biểu tượng của Apple. Thật ra thì mình đang còn thiếu những cái chiếc iPod khác như iPod Shuffle nhiều lắm. Đâu phải iPod Nano. Con này là dòng gì nhỉ, quên rồi. Nano. Chắc chưa? Chắc. Bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đấy nhá. Lưỡi. Sao anh nghĩ là đến lúc đập điện thoại này thật. Đập điện thoại này đi. Và tôi để tạm biệt các bạn.
Các bạn và anh em ai đã từng sử dụng chiếc iPod này không? Các bạn là thích iPod nào nhất của Apple hãy comment xuống bên dưới. Hẹn anh em trong video sau. Ok, đập rồi. Sin hay sợ lại sin hay sợ lại sin hay sợ lại sin